Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, ở những địa phương được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, bão số 4 bão Noru có khả năng gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Trung Bộ vào sáng 28 tháng 9. Khi đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đây cũng là các tỉnh được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 màu đỏ. Còn tại Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, rủi ro thiên tai đang ở cấp độ 3. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão số 4 được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Chúng tôi đang cố gắng dự báo tác động của bão. Các địa phương được Trung tâm cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đối với bão, đồng nghĩa là bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng. Rủi ro thiên tai này không chỉ do cường độ bão mạnh cấp 12 đến 13 mà còn phụ thuộc vào mức độ tổn thương. Ví dụ ở Bình Định, xác suất gió cấp 11-12 không cao bằng Quảng Nam, Quảng Ngãi nhưng khả năng vẫn có thiệt hại lớn đối với tàu thuyền neo đậu ở cảng Quy Nhơn, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Do đó, chúng tôi đưa ra cảnh báo thiên tai cấp 4 để chính quyền địa phương, người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, ông Khiêm nói. Theo quyết định 18 năm 2021 của Thủ tướng quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thì bão ở Việt Nam sẽ được phân chia làm 5 cấp độ. Cấp độ rủi ro thiên tai cao nhất là cấp độ 5 màu tím, tiếp đến là cấp độ 4 màu đỏ, cấp độ 3 màu cam, cấp độ 2 màu vàng, cấp độ 1 màu xanh. Chiếu theo thang bảng phân chia 5 cấp độ rủi ro thiên tai, sẽ thấy khả năng tàn phá mà bão Noru có thể gây ra cho những nơi bão đi qua và ảnh hưởng như sau.